Trong những ngày cuối năm, giá vàng tại Việt Nam leo lên đỉnh cao mới. Vào tuần trước, giá vàng tại Việt Nam đã trải qua 4 phiên tăng giá liên tiếp, đánh dấu tuần lễ tăng mạnh nhất của kim loại quý hiếm này trong hơn 4 tháng qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji trong nước đã niêm yết giá vàng SJC ở mức 42.150.000 đồng cho một lượng mua vào và 42.350.000 đồng cho một lượng bán ra. Tại thị trường thế giới, giá vàng đang được giao dịch ở mức 1.510 Mỹ Kim cho một ounce, theo Kiko News. Tuần trước thì giá vàng thế giới tăng mạnh bất chấp chuỗi phiên lập kỷ lục liên tiếp của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Tính từ đầu năm cho tới nay, giá vàng tại Việt Nam đã tăng khoảng 17%, là năm mà giá vàng tăng mạnh nhất kể từ năm 2010. Một số nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi, liệu đợt tăng giá của chứng khoán Hoa Kỳ lần này có thể kéo dài sang năm 2020, đặc biệt là trong trường hợp thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lại bất ngờ gặp trở ngại hay không? Chưa kể tới việc thực thi thỏa thuận này sau khi ký kết cũng còn là một câu hỏi rất lớn. Trong khi đó, mặc dù Tổng thống Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào tháng 1 năm 2020, thế nhưng hai bên vẫn còn khá nhiều điểm bất đồng khó tháo gỡ.